Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Kaiser Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn mẫu bồn cầu hai khối của Kaiser đang được bán chạy tại thị trường, đó chính là mẫu CD1340. Bồn cầu này là bồn cầu hai khối với hệ thống xả là 3 lít và 4.8 lít, sử dụng công nghệ Eco tiết kiệm nước. Và cái bồn cầu này thì nó có hai nút nhấn. Hệ thống xả của nó bên trong là xả hút. Và cái bồn cầu nó thiết kế cái phần thân bên dưới nó có cái hình bát cạnh như vô. Và cái ở chỗ cái thùng cái bồn cầu thì nó có dán những cái tem như là AquaJet như thế này, nhưng mà nó có thể thay đổi theo thời gian nha các bạn. Còn bên trong lòng bồn cầu thì nó trang bị cái công nghệ là công nghệ xả AquaJet này, thì nó có tạo ra một cái hình rẽ quạt để xả nước xuống. Đây là cái chỗ để nó xả nước nè. Đó. Và cái bồn cầu này có một cái lỗ jet bên dưới để đẩy chất thải nó sẽ tốt hơn. Và nắp bồn cầu là nắp ống êm. Trên thùng bồn cầu thì nó có cái mã là T1140 là cái thùng mã của thùng nước, còn mã của thân cầu sẽ là C1340. Và cái mẫu này thì hiện tại thì đang được bán tại đại lý Kaiser Tuấn Đức. Nếu các bạn mà quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi có dẫn một cái đường link sản phẩm ở bên dưới để các bạn thể xem chi tiết sản phẩm hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.